mọi người cover lại cái bài nhảy mà được nhiều team nhất trong thời gian một tuần thì sẽ chọn ra là 4 phần quà, nhất, nhì, ba và một phần đặc biệt gọi là special cho những ai chúng ta cover lại được nhiều team nhất, được không mọi người? Ngày mai Hồng sẽ đăng lên và chúc là mọi người chúng ta có thể là nào động viên mọi người là cover nhảy để đạt được nhiều team lên. Nha mọi người, mai mọi người chúng ta cover lại cái đoạn nhảy để mà mọi người đạt được phần quà nha. Phần quà rất là đặc biệt. Báo phụ cũng thi mà. Phần quà rất là đặc biệt, có thể là một chiếc xe tăng dành cho những người nào có bằng lái. Ok mọi người. Mai báo cụ cũng nhảy. Mọi người nhớ cover lại là thi đấu với báo cụ nha, báo cụ cũng chơi luôn đấy. Mai rủ mi nhảy. Thôi, chồng ơi. Chồng ơi kìa, đang vải sơn kìa, chồng ơi kìa. Rồi, mày 4K6 người đang xem. Mình giật mình. Mình là đứa ngoại hình. Chồng ơi, mình đang nghe. Ủa ấy hả? Mi ơi, ủa ấy cái Mi ơi. Mi ơi. Đó, thấy mọi người thấy Mi ủa ấy chưa? Chồng Hùng, trời ơi. Chồng Hùng. Chồng đây. Đây, chồng Hùng đây. Chồng đây. Chồng có mọi người đây. Các con vợ cứ... Từ hôm qua là mình tích cực luôn ạ. Hay. Đúng không? Đúng không? Có phiêu ghê quá. Ủa. Ba Hùng nữa kìa. Xin chào các Sugar Baby nha. Sugar Daddy đây. Nào. Đang ở đâu? Để chồng qua đón các con vợ. Các vợ đang ở đâu để chồng lái xe qua rồi. Này. Sugar Daddy đây. Vợ Mi ơi, cháy tóc à? Mọi người ngày mai sẽ có cái mini Mèo game. Ơi, em nói bạn châm thêm trà đây chị. Châm thêm trà. Đưa đi cho bạn nhân viên. Châm thêm nước vào đó. Ô trà, hôm nay làm tiệc làm gì ấy, làm sứa đó, sứa khô ngon người. Sứa quê chị đưa về hả? Mọi người thả tim cho chị Lan Anh lên 1 triệu tim đi mọi người. Mày còn chắc tại bên đây nấu đâu ạ. Hôm nay sinh nhật chị Lan Anh thì cho chị Lan Anh gì vui à. Đây chị Lan Anh đây. Chị hôm nay live stream với 5,000 người xem mà đang còn vui lắm. Tôm này, mực. Đó mọi người, bắn tim. Bắn tim cái này. Bánh gì anh cô nó tên rồi. Cái này tay này để sao? Rồi là nè. Bắn tim đây này. Sao ta? Cho chị Lan Anh. Cho thêm nó đặc quá. Vì thêm nó đặc. Này hiện nay nó cái áo, cái đồ áo. Cảm ơn cả nhà đã chúc mừng sinh nhật Lan Anh. Bên này cái cũng mua này. Mới đúng không? Có Duy đang ngồi kia kìa. Cho lại gặp mới kệ. Cảm ơn em. Gọi em nước uống rồi, hết nước quá. Cái này anh nè, cái này Hùng nè. Sơn kìa, nó chất liệu mới. Hiện nay là đâu nó cũng bán chất liệu này hết, mặc cực kỳ mát luôn. Hôm nào, tháng nào cũng em. Hai cái. Hôm mà vợ mua về cả chồng cả cộng sơn á. Cái màu nào? Màu đen, suốt với màu đen. Nó kiểu cũng giải bãi rồi lại. Trên tay anh xăm gì hả? Anh xăm chữ. Màu đen. Xăm cái chữ anh dùng áo mới đây. Để xem có dùng filter. Áo cá sấu mới. Ủa cái này sao ta đây? Đây đây anh có một lốc. Cái này là đang dùng filter nha mọi người. Để mình tắt hết đi. Thôi là 5 màu hay 6 màu. Để cắt mát. Thấy nó đẹp quá, các bạn cũng nói là nó ra có lợt hàng rồi. Để tắt hết filter đi nha. Màu đen mà khổ lắm. Tự nhiên nó phải là cắt chứ. Đây nhìn thấy mặt đúng không? Bên ngoài không? Sáng bóng luôn. Mặt em đẹp ghê á. Em làm gì vậy? Đắp mặt nạ trùng ngay. Em đắp mặt nạ trùng ngay đó. Để ta tắt hết filter đi mọi người. Đây là sáng. Ok rồi đó. Mặt ai cũng sáng rồi. Hello em bé.
Filter dùng mi anh Sơn. Có app Hùng Mi hả? Mọi người đang nói là trên TikTok có filter Hùng Mi kìa. Khó luôn à? Mọi người tạo luôn à? Ông Hùng. Hình như là em thấy có, để em thử kiếm này. 1M á. Mọi người tim cho chị anh 1 triệu tim rồi kìa. Ở ngoài á nhìn đâu? Mộc á giống như là trong. Wow, ngoài cảm ơn cả nhà. Mấy hôm nay mặt lên 1 triệu. Giống như filter rồi hả? Có rồi hả? Có filter Hùng Mi rồi hả? Có mọi người cho xem. Mọi người. Ủa bây giờ sợt cái filter đó sợt sao? Chắc là tên Hùng Mi á. Mọi người ơi, sợt cái filter đó là sao mọi người? Nhưng mà sợt sao mọi người? Hùng Mi. Không thấy, thì anh đang bấm vào filter Hùng Mi hả? Thế này không có, không thấy được. Tiếng trái tim anh hả? Ghi tiếng trái tim anh. Tiếng trái tim anh. Tiếng trái tim anh. Hôm nay đi được bao nhiêu tiếng Hùng? Anh thấy làm vui thế. Em đến lúc 5 giờ, thì em về lúc 8 giờ là em đi từ gần 3 tiếng biết phải không nghe? Vô cái công cụ này. Không có. Đông không em, đông không? Dạ khoảng hơn 30 người. Vui nhỉ? Dạ. Yeah. Thì mỗi vào đi tìm mà thấy mỗi cái anh đã có vợ rồi à. Nói nick chị Thúy Đậm hả? Mãi yêu Hùng Mi, TikTok Thúy Đậm tạo. À, cái này là TikTok tự tạo, mình tạo được mà. Bồ nick Thúy Đậm mà. Thì phải vào nick Thúy Đậm mà. Thúy Đậm. Một cái filter tìm ở đâu ta? Mọi người không ai biết ở đâu. Để mình tìm xem là Thúy Đậm. Hơn nhỏ chỗ đó rồi. Hơn nhỏ chỗ đen. Đồ hóa chết. Đâu có thấy đâu mọi người. Không thấy đâu ta. Không thấy. Có Thí Đậm nhưng mà không có thấy. Chưa bao giờ thấy. Không thấy mọi người. Không mà làm thế nó đẹp lắm. Vào TikTok quay chỗ hot là có. Mọi người vào thả tim chúc mừng chị Nhật Nhật Anh nha. 1.1 triệu người thả tim rồi kìa. Ồ 1M rồi kìa. Hôm trước anh được mấy tim. Cảm ơn cả nhà đã chúc mừng sinh nhật Lan Anh. Khi nào mới được 1 triệu? Bao giờ mới được 1 triệu mắt xem ta? Cái đó thì chắc phải là có 100 sân tổng. Nối một cái là nghe anh tim. Tên tổng hơn 200 ngàn. Hơn 200 ngàn. Vậy là khoảng tầm 5 sân tùng là sẽ được 1 triệu mắt xem. Mọi người ơi, chia sẻ cho đủ 1 triệu mắt xem đi cả nhà. Giờ chắc là sân tùng nhân bâu rồi gì? Nói chung là những nghệ sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam. Rossi rồi các cái nghệ sĩ Ronaldo gộp lại chắc mới được 1 triệu á. Không, anh nghĩ là Ronaldo mà like thì chắc là hơn đó này. Ronaldo like mấy trăm ngàn. Anh mua cho bạn thì anh trên TikTok hả? Bên cái gì đó? TikTok hả? Twitter. Thì Twitter nó khác, TikTok là nền tảng lại khác nữa. Không, còn là ở trong nhà nhà anh ấy mà. Ở nhà anh có đi bộ loa, cùng lo. Đâu nói đâu xa đâu, hình như cách đây 1-2 ngày cái trận đá banh gì đó mà 1 triệu mấy người xem. Cái vụ ẩu đả đánh nhau thì mà nó vào 1 triệu. Bây giờ mình phải đấm nhau. Anh có bộ loa cùng mà.
Mày mày nó không supply à? Không nào. Thì trên tên, tên Twitter là Mã Yêu HM. Mã Yêu HM em không tên là Mã Yêu HM. Hai bộ ông ngoại đấy. Ui là đem một ngày lát sau anh nhớ tìm người đó. Tao Hoàng Sơn đi, tao Hoàng Sơn đi. Tao Hoàng Sơn đi. Mọi người nói là ai cũng tăng tên anh Hùng Dô hết rồi. Ờ, hay là được hưởng không? Rồi, đang được. Hả? Là sao? Mọi dạ. Người nói là gửi qua Messenger của em. Chào các con vợ. Thôi, đừng có nói không đó. Mấy người nói mấy người chơi. Messenger là tin nhắn. Tin nhắn thôi. Đây 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 rồi. Có rồi mọi người ơi, có rồi. Đâu đâu chị xem. Để em đưa chị cầm. Đây. Đâu? À. Nó như thế nào? Tên đó hả? Ý là cái Twitter là có chữ HL với hình của em đấy đi nè. Đó cũng dễ luôn. À. Ủa nó chỉ nhỏ vậy thôi hả? Bây giờ mình tạo cái to to chút không, đi. Mình tự tạo cũng được. Dễ thương các bạn. À đi tập với anh không? Gần nhau đủ nhau. Hả? Đi tập gì á? Anh thẻ tập được hai người, thẻ anh tập được hai người. Ở đâu ạ? Cali. Gần đó. Pivo. Hôm nay tập lại cho em. Pivo là chỗ. Em bữa giờ đâu có thời gian đi tập. Hôm nay đi tập. Nam đi tập lên rồi đó. Đi tập lên rồi.